Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái quán ăn, đó là quán Bà Ba nha mọi người. Quán Bà Ba chuyên bún bò Huế ở ngay chỗ chân cầu Ông Dầu, chỗ đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người, quận Thủ Đức. Thì ở đây mọi người ở trung tâm Sài Gòn, mọi người đi ra là qua cầu là sẽ gặp ngay bên tay phải luôn. Ngay cái dốc cầu đổ xuống là mình quẹo phải liền là thấy cái quán rất là lớn luôn. Cái biển hiệu ở ngoài cũng rất là lớn nha. Bây giờ là 9 giờ sáng mọi người coi khách nha. Đó. Thấy không mọi người, thấy không? Như là một cái trạm dừng chân luôn á, giống như một cái trạm dừng chân trên đường xa lộ luôn á. Cái lượng khách rất là đông và ổn định trong từ khoảng sáng sớm cho tới buổi chiều luôn. Thì đây là quán Bà Ba, mọi người coi cái cảnh làm việc nhộn nhịp của các anh chị em trong này nha. Có tới, mình có tới 4 cái nồi nước dùng hả anh ha? Ồ, là 5 nồi nha mọi người. Đó, anh này là chắc là trưởng bếp nè. Có 5 nồi nước dùng đó, và có 2 cái quầy để mà sắp xếp đồ ăn để mà phục vụ khách. Đây là trong cái quầy bản làng. Đây là cái nguyên liệu nấu nước súp. Yeah. Bên em là dùng toàn bộ là thịt bò tươi với lại là xương ống và xương xương bò. Đây, một nồi là em nấu vô đây thịt đây. Là mười mấy ký xương thịt ở trong này. Đây anh. Rồi. Đây là nồi nước lèo nước dùng chuẩn bị thành phẩm này, chuẩn bị bán được. Em thấy cái mùi nó rất là đậm đặc hương vị của Huế. Thì là sao mình không nấu theo cái kiểu hơi Sài Gòn một chút? Dạ, thì trước tiên thì bên em sẽ nấu theo chuẩn cái hương vị của bên em. Dạ. Hương vị Huế. Và sau đó thì khi khách hàng đến dùng thưởng thức á, thì tụi em sẽ lắng nghe cái ý kiến của khách hàng và tụi em sẽ điều chỉnh lại theo hương vị của mọi người. Nó sẽ em nghĩ là sẽ ok hơn. Khi mình lắng nghe ý kiến khách hàng thì khách hàng cũng sẽ là rất là ghi nhận cái điều đó của mình. Nhưng mà thường em thấy khách rất là đông, là khách kiểu người ta coi trên mạng biết hay là kiểu người ta quay lại với mình? Đối với bên em thì khách ăn một hai lần là khách sẽ nhớ cái hương vị bên em. Yeah. Thì khách hàng chủ yếu là khách em khách cũ nhiều lắm, đa phần là khách cũ không à. Nhiều khi các em nhân viên bên em ra order là không cần phải hỏi là anh chị ăn gì nữa, tại vì khách hàng ăn quen món rồi. Dạ, nhớ mặt nhân viên, nhớ mặt khách luôn. Dạ. Túi lọc để em đựng sườn bò á, cho nó khỏi bị rớt xuống dưới đáy nồi, em để trong đó cho gọn. Túi này là cứ em đóng túi xong rồi khi nấu xong em sẽ vệ sinh giặt giũ phơi khô sạch sẽ. Sợ kiểu khán giả sợ người ta coi người ta hỏi thì mình trả lời luôn. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Mình có tổng cộng bao nhiêu món anh trai? Cái này mình hình như 7 hay 8 món gì đó. 8 món. Là 8 cái set đồ ăn đúng không? Là có như mình thấy có là chả nè. Chả tái nạm gân. Chả tái nạm gân, giò sườn. Em thấy có cái xí quách lớn lắm, là cái đó là kêu riêng đặc biệt hả? Đúng rồi, cái đó là một phần riêng. Ồ. Đó có một cái phần xí quách rất là khổng lồ nha. Thì nếu mà mọi người ăn, mọi người có muốn ăn xí quách đó, thì mọi người kêu ha. Đây là xương. Đó. Đồ ăn nha mọi người. Mình đếm cái 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Chắc khoảng 30 nhân viên là phục vụ chạy tới chạy lui nha mọi người.
mấy bé này là chuyên về rau thôi, là cũng hết hai bé, một bé sắp và một bé mang đi. Bún bò Huế cho nên là cái thức ăn kèm sẽ là những cái cơ bản, đó là chuối nè, đó, muống nè và rau thơm ha, có thêm giá nữa nè, giá với bắp cải nhuyễn ha. Rau cải chứ không phải là bắp cải nha mọi người. Đó, mình qua cái quầy bốc bún nha, cũng rất là sạch đẹp luôn. Đó, cái chén rồi đó là mọi người sẽ là ngâm nước nóng này ha, cho nó sạch sẽ, sau đó là mình bốc bún ra. Bún bò bà ba nha mọi người. Thì bên này làm việc đảm bảo vệ sinh an toàn chất lượng, cho nên là cái quầy bốc đồ ăn á, cái quầy mà chuẩn bị á, thì cũng ở ngay đây và khách có thể nhìn thấy quan sát được luôn. Đó mọi người coi ha. Ở đây có thêm một quầy nữa nha, nếu mà đông khách nữa thì cái quầy này sẽ làm việc cấp tốc hơn. Còn đây là cái quầy phục vụ cho khách ráp mang đi nha mọi người. Chấn động quá luôn á, chưa bao giờ mà thấy một cái quán bún bò mà nó đông khách tới như vậy luôn. Mình đọc cái set đồ ăn thì mình thấy cái tô đặc biệt là 75k ha. Xí quách là có 60 thôi. Sườn 60, sườn nạm, gân chả 60. Nói chung là tất cả là khoảng 60, ở dưới là bún bò đông ba 50, tái gân 50, tái nạm 50, giò chả 50, bò giò 50. Đó, 50 cho tới 75k là nhiều nhất. Đây có nguyên một gia đình đi ăn. Chắc là gia đình này đi ăn chung với nhau, đang đi công tác hay là đi du lịch ở Sài Gòn, ăn chung với nhau rất là đông luôn. Quá trời đông mà mọi người ơi. Mình quay sơ sơ xíu cho mọi người coi ha. Đây là cái bảng giá rất là rõ ràng luôn ha mọi người. Đây mọi người coi này, cái ở ngoài này, cái chỗ để xe đó, bây giờ là đông quá là phải tràn khách ra ngoài luôn. Cái chỗ này bình thường là để xe ha, nhưng mà bây giờ đông quá là tràn khách ra ngoài này luôn. Đó, xe là lớp lớp lớp, xe lớn, xe nhỏ, xe hơi, xe máy. Đó, đây các anh chị em bạn bè mọi người đi ăn chung với nhau, đa số là ăn kiểu gia đình đó mọi người, rất là đông luôn. Thì mình sẽ kêu một phần đồ ăn và mình ăn, mình review. Mà thực ra hôm bữa mình ăn rồi, mình trải nghiệm rồi thì mình thấy ok, cho nên mình mới quay lại mình quay. Tuy nhiên giờ mình cũng quay thêm một phần, một lần nữa là mình sẽ ăn lại để mình review cái món ăn cho mọi người ha. Mình kiếm một cái chỗ ngồi ok là mình sẽ ngồi mình kêu món. Chắc ngồi góc này luôn. Ngồi góc này cho nó ấy nè ha mọi người. Quá trời xuất sắc rồi. Cái anh chủ này anh nói là hồi trước là anh cũng làm một cái công việc khác, tuy nhiên do thời buổi kinh tế hơi gặp khó khăn, bây giờ doanh nghiệp nào cũng khó khăn, cho nên anh chuyển qua anh phục vụ cái mặt hàng đồ ăn đó là bún bò, thì rất là thành công luôn mọi người, có tới 23 chi nhánh đó. Wow, anh nói mà mình hết hồn luôn, là có 23 chi nhánh mới mở thôi, trong khoảng sau cái năm dịch tới giờ kinh tế khó khăn cái anh mở, và anh mở tới 23 chi nhánh luôn đó. Thì cái này là ảnh làm theo hương vị người gốc Huế mọi người, bún bò gốc Huế. Và hôm bữa mình có ăn rồi thì cái mùi rất là đậm đặc của cái hương vị bò của gốc Huế luôn á mọi người.
Thì bây giờ mình sẽ ăn review một tô ha cả nhà nha. Đây mọi người coi cái lượng khách khá là đông trong khi chờ đợi cái tô bún mang ra. Mình gọi một cái tô gọi là tô sườn nạm gân chả nha. Đó. Đây là toàn cảnh buổi sáng khoảng 9 giờ hơn tí xíu nha mọi người. Đó. Đây là tô sườn nạm gân chả nha mọi người, có giá là 60k nha. Có đầy đủ luôn mọi người ơi. Đây là nạm nha. Đó. Sườn nha, đó, sườn hai miếng sườn. Nạm này nha. Gân nè. Đó gân nè, chả nè. Sườn nạm gân chả có giá 60k, mời mọi người ha. Thì ở đây mình sẽ có nước chấm ha, mình sẽ chấm nước mắm mặn đi. Bình thường ăn món này là chấm nước mắm mặn là xuất sắc nhất. Thêm một ít sa tế là xong ha, mình ăn rất là đơn giản luôn. Đó. Ở đây thấy anh có một cái hũ gọi là hũ mắm ruốc nữa nhưng mà chắc mình không ăn đâu. Đó, sa tế ha. Rồi sau đó là cái này mình để chấm, còn cái rau sống nè. Đó, rất là đơn giản tươi. Mình ăn trước tiên là cái tái chứ đi, tái thì phải ăn sớm nè. Không, không phải tái, nạm chứ. Wow. Wow, nạm mềm quá. Mọi người coi cái sớ thì cắt như vậy là biết nó sẽ ok ha, nó không có bị dai nè. Cái mùi bò nó rất là thơm ha. Cái vị thịt bò nó vẫn là nguyên chất nha, rất là đặc biệt luôn. Quá là mềm luôn. Quá mềm, quá ngon. Thêm miếng gân cho mọi người ăn. Wow, xuất sắc á. Hơi hơi béo chút xíu nha. Gân rất ngon luôn, rất mềm luôn. Đây mọi người có thể thấy là cái bò của ảnh làm nó rất là, nhìn nó rất là ngon, nó rất là tươi, nó rất là bóng mỡ nha mọi người. Đó, cái này là cái bò nạm. Cũng không phải là bò nạm, cái này là bò nạm mềm nha mọi người, nạm mềm. Nạm thì sẽ là những cái miếng như vậy là nạm nè, đó. Còn cái này là nạm mềm. Đó. Những cái tô phải là đặc biệt, bình thường phải kêu đặc biệt thì người ta mới đưa cái nạm mềm này cho mình ăn ha. Nó rất là ngon cái phần này. Thì đây trong cái tô của ảnh là có cái phần nạm mềm luôn nha. Đây là cái miếng sườn nha mọi người, sườn mình sẽ ăn để cho mọi người coi ha. Mềm rất là dễ ăn luôn, quá là thơm, rất là thơm luôn nha cả nhà. Đó. Đó thì mọi người cũng nên tới thưởng thức một lần nha, với những cái tô chỉ 50-75k và đầy đủ các cái nguyên liệu và hương vị rất là Huế như vậy thì mọi người cũng nên tới thử ha, để coi lý do tại sao nó lại hút khách tới như vậy. Có phải là do cái hương vị nó quá hợp khẩu vị hay là nó ngon như thế nào đó. Cả nhà nhớ tới tới địa chỉ là qua cầu Ông Dầu, ngay quốc lộ 13 chỗ phường Hiệp Bình Chánh đó mọi người. Thì sẽ thấy được là cái không gian ở đây không những rộng mà còn đông nha.
thì có nhiều quán rất rộng nhưng mà cũng không có khách, nhưng mà quán này vừa rộng mà vừa đông. Quán có tới 30 nhân viên chạy tới chạy lui luôn, thì mọi người có thể tin là chắc là do chất lượng phục vụ ha mọi người. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip nha. Thì nếu mà có những cái địa chỉ ăn uống là những cái nơi nào đặc biệt, những cái món mới của Sài Gòn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại mình có để dưới cái phần mô tả của kênh. Ở dưới cái phần mô tả của kênh là số của mình ha, để mình tới mình quay review cũng như là mình giới thiệu món ăn cho mọi người để cùng tham khảo ở kênh Phố Xá Sài Gòn nha cả nhà.